tiệm đồ uống lạnh vân ký vừa mới khai trương đã có người ngất xỉu ngay cửa tiệm giữa ánh mắt mong đợi của mọi người tiệm của vân phù đã khai trương rồi vân phù ngoài trưởng quầy còn tuyển được hai đầu bếp nữa hôm nay là ngày tiệm đồ uống lạnh vân ký vân ký chúng ta khai trương bất cứ ai vào tiệm mua hàng ngoại trừ quân lính còn lại đều được giảm giá một nửa mong quý khách ủng hộ trưởng quầy nói xong rồi thì mau tránh đường thôi bên ngoài nóng quá muốn vào trong tiệm cho mát mẻ một chút không xong rồi, không xong rồi Có người ngất xỉu rồi Một bà lão ngã xuống đất Sắc mặt bà ấy trắng bạch An Phú, đi mời đại phu cho vị đại nương này đi Vâng, ông chủ, ta đi ngay Chàng trai, cảm ơn cậu Ta không sao, ta chỉ hơi nóng Hơi chóng đầu một chút Không cần mời đại phu cho ta đâu Đại nương, người đừng lo Tiền khám bệnh hôm nay để ta lo Ta đỡ người dậy Ta thật sự không sao Cơ thể ta, ta biết Ta không bệnh, chỉ là bị nóng thôi Ta có thể vào tiệm của các người nghỉ mát một chút không? Người mau vào trong đi. Ta không có tiền cũng được sao? Không sao, người không có tiền cũng không sao cả. Ta mời người ăn mừng khai trương và lấy may. Trong tiệm toàn bộ chỗ ngồi đều ký người, vốn vân ký đã định giá thấp, hôm nay khai trương còn giảm giá một nửa. Trước đây không ăn nổi viên đá lạnh, đều muốn đến đây thử một chút. Đại nương ngồi xuống ăn phú nhanh chóng, mang lên cho bà một ly nước mát. Đại nương, đây là nước mát mời người, người cứ từ từ uống, uống xong chắc sẽ đỡ hơn vân ký khai trương tiệm tiền kỳ đối diện vốn đã ít khách giờ trông càng thêm vắng vẻ vân chi lễ vân phù ta đến thăm các người đây muốn uống gì ta mời cô ơ ờ, đá bao này là gì còn kem này nữa nhưng thứ này là cái thứ đồ uống mới gì thế này trời ơi nhưng thứ đồ uống lạnh này lại còn chia ra nhiều vị thế này có vị táo vị nho vị dâu còn thạch đen, tàu hủ kỳ đường này lại là gì nữa? Ta thấy cái nào cũng ngon, cho thêm mấy món nữa đi. Cụ thể một món nào? À, nhưng món này ta đều đã ăn rồi. Cô cứ làm đại mấy món nào cũng được. Trong tiệm các người đâu đâu cũng bày chậu đá. Còn mắt hơn cả nhà bà ngoại ta. Nhà các người rốt cuộc tích chữ bao nhiêu đá vậy? Nhà chúng ta trước đây đã có ý định. Mở tiệm bán đồ uống lạnh rồi. Đại ca mới quyết định tích chữ nhiều một chút. Ra là vậy Bảo sao Nhà bà ngoại ta còn không nỡ dùng đá Các người còn giàu có hơn cả nhà bà ngoại ta nữa Nếu nhà các người thiếu đá Có thể đến tiệm chúng ta lấy Mùa hè năm nay chắc đủ dùng rồi Sao có thể làm thế được Nhà các người vất vả làm mới tích chữ được đá Còn phải buôn bán nữa Ta sao nỡ lòng nào Hai người đang nói chuyện Tiểu nhị mang tất cả đồ uống lạnh vân phù gọi lên hết Ánh mắt thường thanh thanh Lập tức bị những món đồ uống lạnh này thu hút Wow. wow, ngon quá đi mất Ngon hơn mấy tiệm đồ uống lạnh ở Kinh Thành nhiều lắm Tiểu thư, cô ăn ít đồ lạnh thôi Không thì tối nay lại đau bụng đấy Cô cũng ăn đi wow. Wow. Mọi người cứ ăn trước đi ta xuống dưới xem sao không cần quan tâm chúng ta cô cứ đi đi lúc này có bảy tám tên côn đồ như chó ra trong ngồi trình hình ở cửa tiệm không cho khách vào họ triệu này ông cũng là trưởng quầy lâu năm rồi phải biết quy tắc trong nghề chúng ta chứ chúng ta không có đạo lý nào mà về tay không cả hôm nay nếu không đưa ra 500 lượng thì tiệm các người cũng đừng hòng tiếp tục mở cửa nữa 500 lượng sao? Người đây là đang đòi hỏi quả đàng đấy Trưởng quầy triệu dĩ nhiên biết vương ngũ Ông làm trưởng quầy mười mấy năm, cứ đến một tiệm, lại gặp vương ngu đến cửa đòi tiền. Lao tử hôm nay chính là đang đòi hỏi quả đáng đấy. Họ chịu ngươi, ông chủ tiệm các người là ai? Bảo hắn quốc gia đây, ngươi ở đây xem vào làm gì? Ta là trưởng quầy của tiệm này, ngươi nói với ta cũng vậy thôi. Hôm nay tiệm chúng ta khai trương, không chấp nhận với các người, ta cho các ngươi nắm lượng bạc. Màu cút đi, ha ha ha, cho bọn ta nắm lượng bạc. Huynh đệ, chúng ta là chưa từng thấy năm lượng bạc hay sao? Ta nói lại lần nữa, 500 lượng. Thiếu một lượng cũng không được. Hừ, vương ngũ, ngươi còn tiếp tục làm loạn như vậy nữa. Chúng ta sẽ bảo quan đấy. Vương ngũ hôm nay bị làm sao vậy? Bình thường hắn cũng không dám đòi hỏi quá đáng như vậy. Muốn bảo quan thì đi đi. Hôm nay nếu người có thể ra khỏi cửa này thì cứ đi đi. Vương ngũ chưa kịp đắc ý bao lâu, liền bị một bóng người sách như sách gà con. Tung lấy cổ áo dây của hắn ném ra ngoài cửa. Mấy người các ngươi còn ngay ra đó làm gì? Con không mau đánh hắn cho ta Nhóc con, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống đất gọi ông nội Rồi dâng thêm hai lượng bạc Hôm nay ta sẽ tha cho ngươi Nếu không ta sẽ bẻ gãy xương ngươi đem đốt Vậy thì thử xem Nhị ca, chúng ta cũng đến giúp huynh Không cần, coi thường nhị ca các đệ đấy sao Hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi Ta sẽ khiến cả nhà ngươi phải đi tù Lão nhị, nếu chuyện này ầm ĩ lên Sợ rằng sẽ bất lợi cho tiệm Đại ca, huynh sợ hắn làm gì? Chỉ là một tên tép riu thôi mà. Hắn là tên tép riu, chắc chắn hắn bị kẻ gian xúi dục mới đến đây, đệ Hà tất phải tự làm hại mình. Ở gian phòng bên trong tiệm tiên kỳ đối diện, Lâm Hữu tài xem náo nhiệt, trong lòng thầm đắc ý. Vân Ký lần này gặp chuyện lớn rồi. Đến nhà môn tìm Vương nhị, nói rằng đệ đệ hắn Vương Ngũ xảy ra chuyện rồi.